Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên cơ sở nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Trong đó đáng chú ý đó là đề xuất lao động đang phải thuê nhà ở trọ sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu đồng trên một người một tháng, tối đa là 3 tháng. Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được đề xuất mức hỗ trợ 500.000 đồng trên một tháng. Điều kiện hỗ trợ với nhóm lao động này là ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tài tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ với người lao động quay trở lại thị trường lao động hỗ trợ hàng tháng một triệu đồng trên một người một tháng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh tại khu công nghiệp khu chế xuất hoặc vùng kinh tế hết trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện ở thuê ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc